Chào mừng các bạn đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi ngôn ngữ văn lớp 6 tóm tắt bài 1, trang 24 đến trang 27, văn bản 2, sự tích Hồ Gươm. Chuẩn bị đọc, em biết những gì về Hồ Gươm ở Hà Nội hay chia sẻ với bạn cùng nhóm về thắng cảnh này. Như vậy chúng ta sẽ giới thiệu về Hồ Gươm. Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Gươm nằm ở trung tâm thành phố Hà Nội có diện tích khoảng 12 hectare. Tên gọi Hoàng Kiếm xuất hiện vào đầu thế kỷ 15 gắn liền với truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm báu cho rùa thần. Xung quanh Hồ Gươm có nhiều di tích nổi tiếng như là tháp rùa, đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc, tháp Bút Đài Nghiên. Tiếp theo trải nghiệm cùng văn bản. Vào thổ ấy giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược khiến cho thiên hạ căm giận chúng đến tận xương tủy. Bấy giờ ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng. Nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc. Ở Thanh Hóa bấy giờ có một người làm nghề đánh cá tên là Lê Thận. Một đêm nọ, Thận thả lưới một bến vắng như thường lệ, khi kéo lưới lên thấy nặng nặng, Lê Thận nghĩ bụng chắc là sắp được mẻ cá to. Nhưng khi thò tay bắt cá, chàng chỉ thấy có một thanh sắt, chàng vứt luôn thanh sắt xuống nước rồi lại thả lưới ở một chỗ khác. Lần thứ hai cất lưới lên cũng thấy nặng tay, Thận không ngờ thanh sắt vừa rồi lại chui vào lưới mình, chàng lại ném xuống sông. Lần thứ ba vẫn thanh sắt ấy mắc vào lưới, lấy làm lạ, Thận đưa thanh sắt lại cạnh mồi lửa nhìn xem, bỗng chàng reo lên ha ha một lưỡi gươm. Về sau Thận gia nhập đoàn quân khởi nghĩa Lam Sơn, chàng hăng hái gan dạ không nề nguy hiểm. Một hôm chủ tướng Lê Lợi cùng mấy người tùy tùng đến nhà Thận trong túp lều tối om, thanh sắt hôm đó tự nhiên sáng rực lên ở xó nhà. Lấy làm lạ, Lê Lợi cầm lên xem và thấy có hai chữ Thuận Thiên khắc sâu vào lưỡi gươm. Song tất cả mọi người vẫn không biết đó là báu vật. Một hôm bị giặc đuổi, Lê Lợi và các tướng phải rút lui mỗi người mỗi ngã. Lúc đi qua một khu rừng, Lê Lợi bỗng thấy có ánh sáng lạ trên ngọn cây đa. Ông trèo lên mới biết đó là một cái chuôi gươm nạm ngọc. Nhớ tới lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi rút lấy chuôi sắt vào lưng. Ba ngày sau, Lê Lợi gặp lại mọi người, trong đó có Lê Thận. Khi lắp lưỡi gươm vào chuôi thì thấy vừa như in. Lê Lợi bèn kể lại câu chuyện. Mọi người nghe xong đều hò hỏi vui mừng. Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu và nói với Lê Lợi: đây là thần linh có ý phó thác cho Minh Công làm việc lớn. Chúng tôi nguyện đem xương thịt của mình theo Minh Công và thanh gươm thần này để báo đền xã tắc. Từ đó khí thế của nghĩa quân ngày một tăng, trong tay Lê Lợi thanh gươm thần tung hoành khắp các trận địa, làm cho quân Minh bạc vía, uy thế của nghĩa quân vang dội khắp nơi. Họ không phải trốn tránh như trước mà song sáo đi tìm giặc, họ không phải ăn uống khổ cực như trước nữa, đã có những kho lương mới chiếm được của giặc tiếp tế cho nghĩa quân. Gươm thần đã mở đường cho họ đánh tràn ra mãi, cho đến lúc không còn một bóng tên giặc nào trên đất nước. Sau khi đuổi sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi, lên làm vua được khoảng một năm, một hôm Lê Lợi cưỡi thuyền rồng dạo quanh hồ Tả Vọng trước kinh thành. Nhân dịp đó, Long Quân sai rùa vàng lên đòi lại thanh gươm thần. Khi chiếc thuyền tiến ra giữa hồ thì tự nhiên có một con rùa lớn nhô đầu và mai lên khỏi mặt nước. Theo lệnh vua, thuyền đi chậm lại. Vua đứng lên và nhận thấy lưỡi gươm thần theo bên người bỗng cũng đang động đậy, rùa vàng không sợ người, nhô đầu lên cao nữa và tiến về phía thuyền vua. Nó đứng nổi trên mặt nước và nói: bệ hạ, hoàng gươm lại cho Long Quân. Nghe nói thế, nhà vua bỗng hiểu ra, bèn thò tay rút gươm ra khỏi bao, cung kính cảm tạ thần linh. Chỉ một lát, thanh gươm thần rời khỏi tay vua bay đến phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa há miệng đớp lấy thanh gươm và lặn xuống nước. Cho đến khi cả gươm và rùa đã chìm sâu xuống nước, người ta vẫn còn thấy vẻ sáng le lói dưới mặt hồ xanh.
Khi thuyền của bá quan tiến lên kịp thuyền rồng, vua liền báo cho họ biết: Đức Long Quân cho chúng ta mượn thanh gươm thần để trừ giặc Minh, nay đất nước đã thanh bình, người sai rùa lấy lại. Từ đó Hồ Tả Vọng mang tên là Hồ Gươm hay là Hồ Hoàng Kiếm. Theo Nguyễn Động Chi, Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, quyển 1, tập 1, 2, 3, nhà xuất bản Trẻ 2015. Như vậy chúng ta vừa theo dõi văn bản. Về nội dung chính thì truyện sự tích Hồ Gươm ca ngợi tính chất, chính nghĩa, tính chất nhân dân và chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo ở đầu thế kỷ 15. Truyện cũng nhằm giải thích tên gọi Hồ Hoàng Kiếm, đồng thời thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Tiếp theo câu hỏi giữa văn bản. Một, hãy đón xem Long Quân cho Nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm theo cách nào? Thì giữa lúc hoàn cảnh đất nước ta vô cùng lâm nguy thì Long Quân quyết định cho Nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm, nhưng không phải theo cách dễ dàng mà sẽ là quá trình thử thách để Nghĩa quân hiểu và trân trọng ý nghĩa của thanh gươm thần. Câu 2, theo em khi rùa vàng đòi gươm thì nhà vua đã hiểu điều gì? Khi nghe rùa vàng đòi gươm thì nhà vua đã hiểu ra rằng cuộc chiến đấu để bảo vệ tổ quốc đã kết thúc, đất nước đã được yên bình, thanh gươm đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình và cần phải hoàn trả. Thanh gươm cũng tượng trưng cho cái sự giúp sức của thế hệ cha ông, tổ tiên với đất nước ta để chiến thắng được kẻ thù xâm lược. Tiếp theo suy ngẫm và phản hồi. Một, theo em vì sao thanh gươm trong truyện này được gọi là gươm thần? Điều này thể hiện đặc điểm gì của truyền thuyết? Thanh gươm trong truyện này được gọi là gươm thần vì có nguồn gốc kỳ lạ và sức mạnh phi thường. Chi tiết này thể hiện cái đặc điểm đặc trưng của truyện truyền thuyết, đó là thường có các chi tiết kỳ ảo hoang đường. Câu 2, ở truyền thuyết cũng như là truyện kể nói chung thì các sự việc thường diễn ra trong một thời gian không gian nhất định. Em hãy xác định bối cảnh của việc Long Quân cho mượn gươm đòi lại gươm trong sự tích Hồ Gươm và điền vào các ô tương ứng theo bảng dưới đây làm vào vở. Sự việc cho mượn gươm thần đòi lại gươm thần, thời gian và không gian. Như vậy ở đây sự việc cho mượn gươm thần thời gian là khi giặc Minh đặt ác đô hộ nước ta, chúng làm nhiều điều bạo ngược, nghĩa quân Lam Sơn đã nổi dậy nhưng còn non yếu nên nhiều lần bị thua. Không gian tìm thấy lưỡi gươm ở vùng biển và chui gươm ở rừng núi. Tiếp theo sự việc đòi lại gươm thần, thời gian là sau khi đuổi sạch quân Minh ra khỏi bờ cõi, Lê Lợi lên ngôi vua. Không gian là ở Hồ Tả Vọng. Tiếp theo câu 3, trong truyền thuyết cũng như truyện kể nói chung thì các sự việc thường được sắp đặt nhằm thể hiện một ý nghĩa nào đó. Trong sự tích Hồ Gươm, Long Quân để cho Lê Thận tình cờ tìm thấy lưỡi gươm ở một nơi, Lê Lợi tình cờ tìm thấy chui gươm ở một nơi khác. Thông qua cách cho mượn gươm như vậy thì tác giả dân gian muốn thể hiện điều gì? Như vậy việc nhận gươm diễn ra ở một thời điểm địa điểm cho thấy việc cứu nước vô cùng khó khăn và dài lâu, chui gươm tìm thấy ở miền rừng núi, lưỡi gươm tìm thấy ở miền sông nước cho thấy cái cách để cứu nước có ở khắp nơi từ miền ngược tới miền xuôi. Qua đó cũng cho thấy để cứu đất nước ra khỏi lâm nguy là sự hợp sức đồng lòng của dân tộc ở khắp mọi miền đất nước. Câu 4, sau khi đọc sự tích Hồ Gươm, một số bạn cho rằng chuyện này chỉ đơn giản là mượn chuyện Lê Lợi trả gươm thần để giải thích địa danh Hồ Gươm. Em đồng tình hay là không đồng tình với ý kiến ấy, hãy lý giải. Thì ý kiến trên đúng nhưng chưa đủ, việc Lê Lợi trả gươm thần còn thể hiện chiến thắng của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu vì chính nghĩa. Hành động trả gươm của vua cũng thể hiện cái tư tưởng sống với thái độ biết ơn, có vay có trả của dân tộc ta.
Tiếp theo câu 5 tìm trong văn bản sự tích hậu gươm một số từ ngữ cho thấy cách xưng hô trân trọng của các nhân vật đối với Lê Lợi. Một vài câu văn cho thấy cách bộc lộ tình cảm, cảm xúc của tác giả Dương Gian trong lời kể, chẳng hạn lo lắng khi Nghĩa Quân gặp khó khăn, phấn khởi khi Nghĩa Quân một ngày thêm hùng mạnh. Thì một số từ ngữ cho thấy cách xưng hô trân trọng của các nhân vật đối với Lê Lợi, đó là Minh Công, Bệ Hạ. Một vài câu cho thấy cái cách bộc lộ tình cảm, cảm xúc của tác giả Dương Gian trong lời kể là: chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược khiến cho thiên hạ căm giận chúng đến tận xương tủy. Câu 6, theo em sự tích hậu gươm thể hiện những cái đặc điểm nào của thể loại truyền thuyết? Thì sự tích hậu gươm thể hiện những cái đặc điểm của thể loại truyền thuyết, đó là tác phẩm được lưu truyền trong dân gian. Nội dung đề cập đến những cái nhân vật lịch sử hoặc là sự kiện lịch sử, có sử dụng các yếu tố kỳ ảo, thể hiện tình cảm, thái độ của nhân dân. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6. Sau khi xem xong, các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt. Chào tạm biệt các em.